Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương xây dựng đề án nâng cao chất lượng na Việt Gáp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi thủy sản. Thành lập bệnh viện Gia Liễu Thái Bình. Một thanh niên ở Hưng Yên phải nhập viện tâm thần kinh do chơi game online quá nhiều. Thực trạng ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiện các làng nghề sản xuất long nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang vào vụ sản xuất rộ, thu hút trên 5.000 lao động tham gia. Do sẵn có nguồn nguyên liệu, cộng với tận dụng được lao động nông nhàn lại cho hiệu quả kinh tế khá, nên những năm gần đây, nghề chế biến long nhãn trên thành phố Hưng Yên đã được mở rộng và phát triển. Hiện toàn thành phố có tổng số trên 300 hộ tham gia sản xuất, thu hút trên 5.000 lao động, với thu nhập trung bình 200.000 đồng một lao động một ngày, tập trung nhiều tại xã Phương Triều, Hồng Nam, Tân Hưng. Các hộ làm nghề cho biết, nghề chế biến long nhãn sản xuất nhiều vào tháng 8 và tháng 9, trung bình một ngày, mỗi hộ sản xuất 5 tạ đến 1 tấn nhãn tươi, sau đó qua các công đoạn, xoáy long, sấy long, đóng gói và xuất bán đi thị trường, các thành phố lớn và xuất khẩu đi Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ. Thành lập từ năm 2004 với tổng nguồn vốn 65 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược được nhiều người biết đến trên thị trường với thương hiệu thuốc Nam của người Việt. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với mức lương từ 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Với 5 tiêu chí tiết kiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, trách nhiệm, sát với từng ngành nghề, lĩnh vực, công tăng của 228 cán bộ công nhân viên, nhiều công trình sản phẩm mới, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được thực hiện, tạo ra nhiều thành quả lao động xuất sắc, góp phần đưa Nam Dược trở thành công ty dược đầu tiên của miền Bắc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Hiện nay, công ty Nam Dược có nhà máy đạt bộ tích hợp tiêu chuẩn EMS đầu tiên của ngành dược Việt Nam. Để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, công ty luôn chú trọng xây dựng hệ thống lương thưởng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ cho người lao động phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, đảm bảo tính linh hoạt, công bằng, tương xứng với mức độ cống hiến của từng cá nhân và đủ sức cạnh tranh trong thị trường lao động. Để nâng cao giá trị của quả na trong sản xuất nông nghiệp và là cây mũi nhọn, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã xây dựng đề án mở rộng diện tích sản xuất na theo tiêu chuẩn Việt Gáp và cải tạo những vườn na có giá trị kinh tế không cao. Cây na truyền thống của thị xã Chí Linh là loại na dai và đã được cấp thương hiệu na dai Chí Linh. Trong những năm qua, thị xã đã quy hoạch và hỗ trợ bà con nông dân sản xuất được 120 ha na đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Na Việt Gáp Chí Linh có chất lượng ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, về hình thức quả chưa đẹp nên chưa xuất khẩu được. Trước thực tế này, năm 2017, thị xã Chí Linh đã thực hiện đề án xây dựng vùng sản xuất na tập trung 30 ha, quy mô mỗi vùng 10 ha thuộc xã Hoàng Tiến và phường Bến Tắm, có 42 hộ tham gia. Qua thực tế thu hoạch cho thấy, năng suất tăng từ 10 đến 15%, sản lượng trung bình đạt từ 8 đến 10 tấn một hecta, giá bán trung bình đầu mùa đạt 30 đến 32.000 đồng kg, chính vụ 25 đến 28.000 đồng kg. Nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức triển khai mô hình sản xuất lúa đặc sản hữu cơ một vụ kết hợp với nuôi thả thủy sản trên địa bàn huyện Yên Khánh và Kim Sơn. Các xã được lựa chọn thực hiện triển khai mô hình gồm Khánh Trung, Khánh Nhạc của huyện Yên Khánh và xã Xuân Thiện của huyện Kim Sơn với tổng diện tích 14 ha. Trong đó, ngoài việc hỗ trợ về kỹ thuật, nhà nước cũng hỗ trợ thêm 30% kinh phí, tương đương với khoảng 1,5 tỷ đồng. Theo tinh thần nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Còn lại 70% kinh phí sẽ do người dân chủ động. Các giống thủy sản được lựa chọn nuôi trong dự án gồm cá chép, cá chấm và trạch. Đây đều là những con nuôi dễ thích nghi với điều kiện tự nhiên và thị trường tiêu thụ cũng tương đối thuận lợi. Thông qua việc triển khai mô hình nhằm góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của tỉnh về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đồng thời cũng nhằm duy trì xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của các địa phương như lúa gạo, thủy sản. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã không bị xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa.
một số đầu sách bị khan hiếm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và đã được khắc phục kịp thời. Năm học 2018-2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Hưng Yên đưa ra thị trường gần 2 triệu bản sách giáo khoa và sách bổ trợ, tăng trên 10% so với năm trước. Do đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát số lượng học sinh theo các khối lớp và lên kế hoạch đặt in sớm, nên tỉnh ta không xuất hiện tình trạng thiếu các đầu sách giáo khoa cơ bản. Tuy nhiên, với các đầu sách bổ trợ, sách bài tập ở khối lớp chuyển cấp, đặc biệt là khối lớp 1, xuất hiện tình trạng khan hiếm cục bộ. Một số đầu sách thiếu với số lượng lớn như vở bài tập đạo đức lớp 1, thực hành hát lớp 1. Hiện công ty đã điều tiết bổ sung kịp thời, đảm bảo không để học sinh thiếu sách trong năm học mới. Hội khuyến học tỉnh Thái Bình vừa báo cáo tờ trình đề nghị Trung ương Hội khuyến học Việt Nam xét tặng giải thưởng khuyến tài năm 2018 cho sáng chế máy thái cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc gia cầm. Dù không qua bất kỳ một trường lớp đào tạo nào về lĩnh vực cơ khí, ông Nguyễn Như Lĩnh, doanh nghiệp tư nhân Điện Cơ Thiên Thuận, huyện Thái Thụy đã sáng chế ra nhiều sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp. Trong đó, máy thái cỏ được ông Lĩnh sáng chế năm 2015. Sản phẩm này có thiết kế gọn gàng, an toàn cho người sử dụng, không gây ô nhiễm môi trường và thức ăn sau khi thái không dập nát, không mất giá trị dinh dưỡng. Đặc biệt, sản phẩm này có công suất cao hơn nhiều lần và giá bán chỉ bằng 1/3 so với máy thái cỏ khác bán trên thị trường. Sau khi trực tiếp khảo sát tại doanh nghiệp, đoàn thẩm định của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đánh giá cao sáng kiến máy thái cỏ cũng như những nỗ lực tự học, tự nghiên cứu của tác giả. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, Viện huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Yên Khánh năm 2018. Ngày hội hiến máu năm nay có chủ đề hiến máu cứu người, xin hiến thường xuyên. Đã thu hút sự tham gia của gần 400 tình nguyện viên là các cán bộ công chức thuộc các cơ quan, ban ngành, các hội đoàn thể của huyện, đoàn viên thanh niên các xã thị trấn, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và nhân dân trong huyện. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động và chuẩn bị tốt công tác tổ chức nên các khâu khám sức khỏe, xét nghiệm và lấy máu được thực hiện nhanh gọn và diễn ra an toàn. Trong buổi sáng đã thu được 313 đơn vị máu, được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp nhận và trở thành nguồn máu bổ sung cứu chữa người bệnh. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018. Với chủ đề hiến giọt máu đào trao niềm hy vọng, tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018, thành phố Phủ Lý có hơn 500 tình nguyện viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn và lực lượng vũ trang thành phố. Các tình nguyện viên đã được các y bác sĩ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Những tình nguyện viên được lấy máu đều được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và nhận các phần quà của ban tổ chức. Kết quả đợt này, thành phố Phủ Lý đã hiến tặng được 348 đơn vị máu. Như vậy, qua hai đợt hiến máu tình nguyện, thành phố Phủ Lý đã thu được 759 đơn vị máu, đạt 133% kế hoạch tỉnh giao. Đây là nguồn máu quý bổ sung vào ngân hàng máu Trung ương, góp phần cứu giúp người bệnh. Sở Y tế tỉnh Thái Bình vừa tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập trung tâm da liễu vào Bệnh viện Phòng Da liễu Văn Môn và đổi tên thành Bệnh viện Da liễu Thái Bình. Bệnh viện Da liễu Thái Bình có nhiệm vụ khám điều trị nội ngoại trú các bệnh về da liễu, thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, chăm sóc nuôi dưỡng bệnh nhân phong tàn tật và khám chữa bệnh đa khoa ban đầu. Bệnh viện có hai cơ sở tại thành phố Thái Bình và xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư. Hiện Bệnh viện Da liễu Thái Bình đã thực hiện được 349 kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt và 13 kỹ thuật được Bộ Y tế phê duyệt. Tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao quyết định sáp nhập trung tâm da liễu vào Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn, đổi tên thành Bệnh viện Da liễu Thái Bình và quyết định bổ nhiệm quyền giám đốc bệnh viện. Lãnh đạo Sở Y tế trao quyết định bổ nhiệm các phó giám đốc bệnh viện. Mới đây, Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần vì nghiện chơi game online. Bệnh rối loạn tâm thần vì game đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO liệt kê vào danh mục bệnh tật quốc tế năm 2018. Bệnh nhân 16 tuổi, trú tại xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, đã có tiền sử nghiện chơi game từ năm 13 tuổi và chơi game liên tục trong suốt 3 tháng nghỉ hè vừa qua. Khi bố mẹ can ngăn, bệnh nhân đã có biểu hiện cáu gắt, hành vi hung hăng, không nghe lời, quát tháo ầm ĩ. Khi nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, đã đánh cả mẹ đẻ vì không được cho tiền đi chơi game.
Đây chỉ là một trong số nhiều thanh thiếu niên hiện nay do nghiện chơi game dẫn đến có biểu hiện rối loạn tâm thần. Theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, chơi game sẽ trở thành vấn đề vượt ra ngoài sở thích của con người khi con người không thể kiểm soát mức độ chơi của mình hoặc dường như không thể dừng lại sau khi chơi hàng giờ. Chơi game không chỉ gây ra rối loạn tinh thần mà nó còn chiếm hữu cuộc sống hàng ngày của con người. Chơi game trong 12 giờ liền có thể gây ra vấn đề về sức khỏe tâm thần, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, nặng hơn là mắc chứng bệnh tâm thần vì nghiện game. Bệnh nhân vào đây thì chúng tôi đã khống chế và phải tiêm thuốc an thần ngay, thì hiện tại cháu đang ngủ. Nó cứ chìm đắm trong cái thế giới ảo của những cái trò game điện tử này thì về lâu về dài thì nhiều cháu là lâm vào tình trạng tự kỷ. Vì nó mất hết những cái tập tính của cộng đồng cuộc sống. Thế và ngoài cái tự kỷ thì một số các cháu nó mắc chứng cái rối loạn về cảm xúc. Nó không kiềm chế được và rất hung hãn và rất dễ bị xung động những cái hành vi tiếp theo. Thậm chí có những cái cháu mà nó mải mê đến mức độ mà bố mẹ nên tìm đưa về là nó đánh cả bố cả mẹ. Thế rồi nó phát khùng phát điên. Nhằm chia sẻ, giúp nhân dân trong và ngoài tỉnh Hà Nam khắc phục hậu quả thiên tai năm 2018, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã vận động ủng hộ số tiền trên 200 triệu đồng. Tính từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2018, Hà Nam có 11 tập thể và 2 cá nhân tham gia ủng hộ đồng bào trong và ngoài tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng số tiền là 203 triệu đồng. Trong đó, các đại biểu về dự lễ phát động ngày 10 tháng 8 năm 2018 là 103 triệu 500 nghìn đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 30 triệu đồng, Bảo hiểm xã hội tỉnh 20 triệu 800 nghìn đồng, Công ty Giang Hồng 20 triệu đồng. Cùng với đó, các đơn vị và cá nhân khác cũng tích cực ủng hộ như Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến binh, Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao, Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Hà Nam, Công ty Hoa Linh Hà Nam, Công ty Việt Phương, Ni trưởng Thích Đàm Ngọc, trụ trì chùa Đầm Soi, thôn Khê Lôi, xã Liêm Tiết. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, sự chung tay của cộng đồng giúp nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt lên khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nhanh và mạnh ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là điều kiện thuận lợi cho địa phương này đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường từ khu vực các cụm công nghiệp, làng nghề đang là bài toán khó đối với huyện Ý Yên để hoàn thành tiêu chí về môi trường. Sự gia tăng số lượng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Ý Yên, đặc biệt là ở một số làng nghề đặc thù như đúc đồng, cơ khí, sản xuất thủ công mỹ nghệ, chế biến gỗ, che nứa ghép, sơn mài đã làm tăng lượng phát thải, chất thải, khí thải gây ô nhiễm môi trường. Tỷ lệ mật độ các chất thải rắn, chất thải nguy hại, hóa chất độc hại, khí thải, bụi than, rác thải, nước thải tăng nhanh là vấn đề mà huyện Ý Yên đang phải đối mặt. Chưa xây dựng được kế hoạch thực hiện phương án bảo vệ môi trường đúng quy định và bài bản nên hầu hết các cụm công nghiệp làng nghề ở huyện Ý Yên đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Duy nhất cụm công nghiệp làng nghề Yên Xá là có hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa được đưa vào vận hành sử dụng và đã xuống cấp. Vì vậy, nước thải ở các cụm công nghiệp làng nghề vẫn trực tiếp xả thải lẫn với nước thải sinh hoạt ra hệ thống các kênh mương. Bên cạnh đó, việc đánh giá quản lý mức độ ô nhiễm môi trường như tiếng ồn, khí bụi, chất thải rắn, chất thải nguy hại lại là vấn đề không đơn giản ở các cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện. Công an huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản. Tuy thủ đoạn hoạt động của đối tượng không mới, nhưng tính chất, mức độ hành vi phạm tội liều lĩnh gây bức xúc hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Là đối tượng đã có 2 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản, lười lao động, lại ham chơi, ngựa quen đường cũ, Nguyễn Bá Mạnh, sinh năm 1993, ở xã Đại Lai, đã rủ Nguyễn Đức Vượng, sinh năm 1999, ở xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, đi cướp giật tài sản để lấy tiền ăn chơi. Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Mạnh và Vượng đã ngụy trang bằng cách mặc áo có mũ che kín mặt và điều khiển xe máy trên các tuyến đường vắng vào những thời điểm tan ca, lợi dụng sơ hở của chị em trong việc bảo quản tài sản. Mạnh lấy xe áp sát nạn nhân để Vượng cướp giật tài sản rồi tẩu thoát. Tại cơ quan điều tra, Mạnh và Vượng khai nhận cùng Phạm Văn Hiếu,
sinh năm 2003 ở xã Đại Lai, thực hiện chót lọt 17 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Sa Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du, Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương và thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Tổng giá trị tài sản cướp giật trên 80 triệu đồng. Ngoài ra đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh Hải Dương, thời gian qua, Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh đã tiếp tục quan tâm công tác tu bổ, chỉnh trang các di tích, đặc biệt là chuẩn bị đón mùa lễ hội thu năm 2018. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh để tạo sự liên kết giữa các di tích trên địa bàn, Ban Quản lý Di tích thị xã Chí Linh thời gian qua, cùng với việc tổ chức đón du khách tới tham quan, cũng đã tích cực tổ chức tu bổ tôn tạo các di tích thuộc phạm vi quản lý, tích cực vận động xã hội hóa phục vụ cho việc tôn tạo các di tích như khu vực đền thờ Thầy giáo Chu Văn An. Hiện tại toàn bộ hệ thống đường từ khu vực ngã ba vào tới di tích này đã được cải tạo, trải nhựa, lắp đặt bờ lốc và lát vỉa hè. Toàn bộ đoạn đường này được lắp đặt 10 cây đèn đường, cột bằng đá cách điệu như dáng cây bút lông, biểu tượng cây tuệ đăng, phía dưới trồng xen kẽ cây mai vàng và đào. Cùng với việc duy trì sự quản lý thường xuyên, thì Ban Quản lý Di tích Chí Linh đã có những cái hoạt động, có những cái hình thức để chỉnh trang lại tất cả mọi cơ sở vật chất. Ví dụ như tuyến đường 37 gắn với di tích đền cao An Lạc, rồi tuyến đường Chu Văn An thì đã hoàn thiện xong để sẵn sàng chào đón du khách về với vùng đất của Chí Linh trong tháng 8 này. Có thể nói đến nay không gian văn hóa cho mùa lễ hội mùa thu đã khang trang, đáp ứng tốt cho công tác tổ chức lễ hội và đón tiếp du khách khắp mọi miền đất nước. Có được kết quả này là do có sự chỉ đạo sớm của tỉnh, của ngành văn hóa và việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc và thị xã Chí Linh. Thưa quý vị và các bạn, lễ Vu Lan từ lâu đã trở thành ngày lễ quan trọng trong tâm thức của người Việt. Đây là dịp để các thế hệ con cháu tưởng nhớ tri ân công ơn dưỡng dục sinh thành của bậc cha mẹ, ông bà tổ tiên. Nghĩa rộng hơn là nhớ tới những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc có công với đất nước. Chúng ta hãy cùng lắng đọng để cảm nhận nét đẹp của ngày lễ ý nghĩa này. Đức Phật từng dạy rằng, trong trăm điều thiện thì hiếu thảo là cái thiện hàng đầu. Trong trang phúc báo thì hiếu thảo là phúc báo số 1. Điều này phù hợp với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là đức quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Dịp Vu Lan báo hiếu thì gia đình mình nói chung và các người con ở trong tỉnh Thái Bình cũng như toàn đất nước đã về chùa Keo để thứ nhất là để nghĩ lại, hồi tưởng lại cái ơn sinh thành của bố mẹ, nghĩ lại cái công ơn dưỡng dục của những người đã sinh ra mình. Cái nét đẹp đấy thì ngoài là mình phải nhớ, mình phải lưu giữ và mình còn phải dạy dỗ cho con cái mình. Trong những người đến chùa, có người cha mẹ đã tạ thế, có người cha mẹ đang còn và họ cùng đến đây để tham dự lễ Vu Lan do Tổ đình Chùa Keo, xã duy nhất huyện Vũ Thư tổ chức với nhiều nghi thức tâm linh như lễ cúng dường, tụng kinh Vu Lan báo hiếu, giảng pháp với chủ đề bến yêu thương và đặc biệt là nghi lễ bông hồng cài áo. Buổi lễ muốn chuyển đến một thông điệp nhân văn trong cuộc sống. Hãy nghĩ về mẹ cha, mở lòng với đồng loại để yêu thương nhau nhiều hơn. Đại lễ Vu Lan ở đây là tổ chức rất trang nghiêm và tỏ được cái rõ được cái ý nghĩa của ngày báo hiếu Vu Lan của con cái đối với cha mẹ, cảm nhận được cái nỗi lòng của người con đối với cha mẹ. Với đạo lý tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ ấy là chân tu. Trong ngày lễ Vu Lan, nghi thức cài hoa hồng, rửa chân tạ ơn cha mẹ, giúp biết bao người con thức tỉnh. Đây cũng là thông điệp chuyển đến với mỗi người, những ai đang còn bậc sinh thành, xin hãy trân trọng những giờ phút thiêng liêng khi còn được hưởng niềm vui bên cha mẹ. Đừng để hối hận vì không sống đúng bổn phận làm con, chọn đạo làm người. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.